Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thành Đốn. Sorry, kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị và nhận định về phong trào chiếm giữ Wall Street. Giữa tháng 9 2011, như các cuộc cách mạng hoa lại cuối tháng 3 năm nay, cả ngàn người tự phát biểu tình chiếm giữ phố của thị trường chứng khoán Occupy Wall Street tại New York. Họ đặt tên là Ngày Quốc tế của những người phẫn nộ. Kéo dài đến một tháng nay, các cuộc biểu tình đã lan tỏa như vết dầu loang theo thuyết domino qua các thành phố Hoa Kỳ và bành trướng đến 900 thành phố tại Âu Châu, Phi Châu và Á Châu. Những người tham gia thuộc mọi khuynh hướng, không theo một đảng phái nào. Họ là những sinh viên thất nghiệp, những người đã về hưu, những giới trí thức hay những người thuộc giai cấp trung lưu. Họ phản đối lòng tham của các giới tài phiệt, các đại công ty, các ngân hàng của giới giàu là những thủ phạm chịu trách nhiệm các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới. Họ phản đối tình trạng bất bình đẳng kinh tế và xã hội của 99% giới doanh nhân nhỏ và giới lao động nghèo, tức là Main Street, chỉ được giảm 1.000 Mỹ Kim tiền thuế. Ngược lại, 1% đang nắm giữ tài sản giao dụ của thế giới, tức là Wall Street, được giảm thuế trung bình 78.500 Mỹ Kim hàng năm. Theo giáo sư Joseph Stiglitz của Đại học Columbia, thì 1% người giàu nhất nước Mỹ làm chủ 40% tài sản của Hoa Kỳ và làm chủ 50% số cổ phiếu, công khố phiếu và các quỹ đầu tư khác. Còn giáo sư William Donhoff của Đại học California Santa Cruz cho thấy là 90% người dân gánh phải 73% số nợ nước Mỹ, trong lúc nhà giàu chỉ chịu có 5% số nợ này. Tuy những người biểu tình không có lãnh đạo, không có một chương trình khả thi, nhưng những khẩu hiệu của họ đòi hỏi ngân hàng chấm dứt tịch thu nhà cửa và đòi đóng thuế người giàu nhiều hơn. Họ cổ vũ xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, chuyển ngân sách chiến tranh qua cho việc giáo dục để hạ học phí đại học. Tại Nhật Bản, một số đòi chấm dứt sử dụng năng lượng hạt nhân. Các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ông Newt Gingrich, cho phong trào OWS là do các nghiệp đoàn và nhà tài phiệt Soros tài trợ để ủng hộ Tổng thống Obama, người đã phân chia giai cấp giàu nghèo tại Hoa Kỳ. Việc này có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 không? Và phong trào chiếm giữ Wall Street có đạt được mục tiêu của họ khi được ông Lech Walesa, cựu Tổng thống tranh đấu cho quyền công nhân tại Ba Lan, đi đủ ước để ủng hộ họ hay không? Họ sẽ có chương trình, chính sách hay hệ thống chặt chẽ gì để làm hợp tác chung với nhau hay chỉ là một đám rơm sớm nở tối tàn như những phong trào xuống đường la lối khác? Chúng ta hãy chờ xem. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Chính tình quốc tế với chủ đề Việt Nam đứng trước chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã trình bày chiến lược Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 21 trong bài Thái Bình Dương thế kỷ của Hoa Kỳ được đăng trên tạp chí Foreign Policy. Như vậy thì Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của Hoa Kỳ ở tại vùng biển đó như thế nào sẽ được giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ phân tích với chúng ta về những cái chủ đích chính của Hoa Kỳ cũng như là xem xét cái sự Việt Nam có tương hợp với cái chiến lược đó hay không. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Dạ vâng, xin kính chào bình luận gia Đại Dương cũng như quý khán thính giả của đài SBTN. Thưa giáo sư, từ sau thế đại nhị thế chiến thì chỉ có các thế lực ở Tây phương mới có thể thách đố được cái quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ. Nhưng mà từ bắt đầu vào thế kỷ 21 thì Trung Quốc nổi dậy và đòi mình được các quyền gọi là
giám sát hoặc là điều khiển chiến lược ở tại khu Tây Thái Bình Dương. Và như vậy thì cái vùng này đó sẽ có xảy ra những cái điều gì mà giáo sư nhận định? Dạ vâng, thưa, thực sự thì chúng ta thấy trong hậu bán thế kỷ thứ 20 và sang thế kỷ thứ 21 ấy, thì chúng ta thấy nó có sự lớn mạnh rất là to lớn của châu Á Thái Bình Dương. Không những nó có những cái nền kinh tế lớn thứ nhì, thứ ba, thứ tư gì đó của nhân loại, như là Trung Hoa là bây giờ là thứ nhì, Nhật Bản là thứ ba, rồi thì Ấn Độ cũng đang lên, và những cái con rồng khác như là Đại Hàn, Đài Loan, một số quốc gia ở Đông Nam Á. Thế thì thành ra là người Mỹ là cái người ta bao giờ cũng nhìn trước cái đề đó, thì họ thấy là trước sau gì cũng phải làm sao định nghĩa cái chính sách mới của Mỹ, làm sao cho nó hợp với cái sự tăng trưởng rất là nhanh chóng của châu Á Thái Bình Dương ở trong cái thế toàn cầu, trong kinh tế toàn cầu. Cũng vì lý do đó nên cái bài viết của Ngoại trưởng Hillary Clinton ấy, làm cho rất nhiều người thích thú, là tại vì rằng là đây là lần đầu tiên một cái chính thức chúng ta thấy được cái chính sách của Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai ấy, được định nghĩa trở lại một cách khá rõ ràng. Thưa quý vị, cũng nên biết rằng cái vùng châu Á hiện châu Á Thái Bình Dương hiện nay thì có cái dân số bằng một nửa dân số trên toàn cầu. Thứ hai là tất cả những hàng hóa ở khu vực đó đã chiếm gần một nửa cái số lượng hàng hóa, số lượng sản xuất ở trên thế giới. Đó là cái lý do tại sao mà bà Clinton coi như vùng châu Á Thái Bình Dương là một cái tương lai trong cái nền, hướng dẫn cái nền kinh tế toàn cầu. Và thưa giáo sư, mình sang vấn đề khác là theo các quyền lợi cụ thể nào mà đã thu hút Mỹ trở lại cái khu vực Thái Bình Dương, bởi vì trước đây Mỹ có một thời gian họ lơ là vì những cái vấn đề nóng bỏng ở những nơi khác trên thế giới, nhưng ngày nay họ quyết tâm trở lại, thì những cái vấn đề cụ thể nào đã được chú tâm tới vậy? Dạ, vấn đề cụ thể thì nhiều lắm, từ kinh tế là một trong cái chuyện lớn nhất, xong rồi vấn đề an ninh quốc phòng. Phải nói là từ khi mà cái chiến tranh lạnh nó kết thúc và không còn có cái đại cường quốc là Liên Xô nữa đó, thì cái Trung Cộng là họ muốn vươn lên cái vai trò đó. Trong khi đó thì cái chỗ đứng của châu Âu thì nó đã xuống khá rõ ràng trong thời gian gần đây. Mà trong khi đó thì những cái nơi khác như là Trung Đông các nơi kia thì không có đủ một cái sự thống nhất nào để mà là ra có thể cạnh tranh được với Mỹ. Vậy thì nước Mỹ họ trông thấy là trong thế kỷ thứ 21 ấy, thì cái thế lực mà cạnh tranh lớn nhất của họ bắt buộc là Bắc Kinh. Trong khi đó thì họ có rất nhiều đồng minh ở chung quanh, từ Nam Hàn cho đến Nhật Bản, cho đến Đài Loan, cho đến Philippines, các nước ASEAN. Chưa kể nữa là phía sau lại còn có Úc và một số quốc gia khác nữa. Như vậy thì ở châu Á Thái Bình Dương hiện nay, Mỹ có những đồng minh chính là Úc này, Nhật này, Nam Hàn này, Thái Lan này và Philippines. Và họ có những đối tác khác, những bạn bè, chứ kêu phải là đồng minh. Vì như vậy thì đối với Việt Nam á, thì vừa qua thì có thông cáo chung giữa Trung Quốc và Việt Nam thì đã nêu lên những vấn đề liên quan rất nhiều đến Biển Đông. Như vậy thì theo giáo sư, cái quan điểm của Việt Nam có tương hợp với cái chính sách ngoại giao tại cái vùng châu Á Thái Bình Dương của Mỹ hay không? Dạ thưa, Việt Nam mà nhất ở đây chúng ta nói đến Việt Nam Cộng sản thì rất là lúng túng. Là tại vì rằng là miệng thì vẫn nói rằng là muốn đi với cái con đường nó gọi là đa phương để tìm cách giải quyết vấn đề Biển Đông. Nhưng mà sang bên Trung Quốc thì ông Phú Trọng lại hứa hẹn là đi song phương với lại Trung Quốc. Vì thế nên một cái hội nghị ở Manila gần đây, cũng như là gần đây chính ông Tổng thống Philippines, ông cũng nhắc rằng là bây giờ là Việt Nam làm như thế là đi thụt lùi, là không có giữ cái sự hứa hẹn với lại ASEAN, mà do đó nên nó thành một cái tình trạng rất là bấp bênh trong cái khu vực đó. Dạ, như vậy thì cái đó có phải là cái khó khăn của Việt Nam trong tương lai không, thưa giáo sư? Bắt buộc cái đó là cái một trong cái khó khăn lớn của Việt Nam trong tương lai, là tại vì biết rằng là đi với Trung Cộng
là chỉ có thêm lệ thuộc. Trung Cộng nó đã lấn được bao nhiêu đất biển của mình rồi. Chưa có cách nào hay chưa muốn tách ra. Chưa muốn tách ra mà không những không muốn tách ra mà gần như là cứ dù muốn dù không vô hình chung cũng gọi là đi lấn thêm vào trong người cái sự ta gọi lệ đó là quán tính cộng sản lại trước làm sau thì bây giờ làm vậy không có thay đổi được. Xin cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình hôm nay và xin gặp giáo sư kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình này và hẹn kỳ tới. Vụ em Jessica Nguyễn bị đâm chém chết, nghi can đã bị bắt giữ. Cảnh sát quận Montgomery vào sáng thứ Năm mở họp báo cho biết đã bắt giữ nghi can trong vụ em Jessica Nguyễn bị đâm chém chết. Sau 4 tháng rưỡi điều tra, cảnh sát đã bắt David Richard, bố dượng của Jessica, vào tối thứ Ba 18 tháng 10. Án mạng xảy ra chiều ngày 31 tháng 5 năm nay đã gây bàng hoàng cho đồng hương trong vùng. Jessica, 12 tuổi, bị đâm chém hơn 40 nhát, chết tại basement căn nhà em ở với mẹ và một người chị em gái tại Gaithersburg, là một vùng lân cận với Hoa Thịnh Đốn. Cạnh vũng máu có một cái vỏ bao kiếm. Thanh kiếm, vũ khí giết người thì chưa tìm thấy, nhưng cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy DNA trên vỏ kiếm match, tức là phù hợp với DNA của người bố dượng. David Richard, 42 tuổi, đã sống tại căn nhà này vào các năm 2005-2006. Theo sự điều tra của cảnh sát, thì các vết giày để lại tại nơi xảy ra án mạng match với số giày của David Richard và chiều hôm đó, ông có xin nghỉ tại xà lan. Về chuyện này, ông đã khai là nghỉ một phần buổi chiều để đưa người vợ mới đi bác sĩ. Tuy nhiên, phòng mạch ấy cho biết là chỉ thấy bà vợ đến mà thôi. David Richard không được xét tại ngoại hậu cha. Khi nghe đọc cáo trạng, ông khóc và nói hai lần rằng tôi không làm chuyện đó, tức là không giết Jessica. Nếu bị kết tội giết người, thì David Richard có thể lãnh án tù chung thân mà không có khả năng được xét parole, tức là xét tạm tha. Phiên tòa sơ khởi về vụ án này được ấn định vào ngày 10 tháng 11. Chúng tôi tiếp tục theo dõi để tường trình đến quý khán thính giả diễn tiến vụ án. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin Thủ đô Tin Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.